Lời đầu tiên, cho phép tôi được thay mặt các thầy cô giáo và các em học sinh trường Trung học cơ sở Vân Hồ kính gửi tới ban giám khảo, quý vị đại biểu và tất cả các thầy cô giáo có mặt trong hội thi ngày hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Xin được chúc cho hội thi của chúng ta thành công rực rỡ. Kính thưa ban giám khảo, thưa quý vị đại biểu, thời gian nhẹ nhàng lướt qua mau đã làm dịu đi những tiếng ve, xua tan đi cái nắng hè để nhường chỗ cho sự dịu dàng, mát mẻ của mùa thu. Mùa thu, mùa khai trường, mùa của những ước mơ tuổi thơ. Ở đó, mỗi bạn nhỏ là một bông hoa đẹp xinh giữa bầu trời xanh. Tất cả các em đều được cần sống trong tình yêu thương, được hạnh phúc, được cắp sách đến trường, được vui chơi, được che chở của bố mẹ, thầy cô, bạn bè. Để từ đó các em sẽ nỗ lực phấn đấu trong học tập, trong sinh hoạt để dâng tặng cho đời những đóa hoa đẹp tươi, thơm ngát. Ơi mùa thu khai trường, chào bạn thân, chào năm học mới. Ơi mùa thu, mùa đi xây ước vọng, từng bầy chim tung cánh giữa bầu trời xanh. Ơi mùa thu, từng trang sách học trò, lời thầy cô nâng bước trên đường đi tới tương lai. Vâng, ước mơ đó sẽ được các em học sinh trong đội văn nghệ trường Trung học cơ sở Vân Hồ thể hiện qua tiết mục đơn ca của em Vũ Thị An Khanh và tốp múa phụ họa. Xin trân trọng kính mời ban giám khảo, quý vị đại biểu cùng chú ý đón xem. Yeah.
có một con hạc trắng ước mơ trở thành một nàng tiên hạc bay lên trời cao, nơi chỉ có bình yên và tình yêu thương. Vượt qua những khó khăn vất vả, tập luyện gian khổ, cuối cùng con hạc ấy cũng thực hiện được ước mơ của mình. Bài múa Nàng Tiên Hạc chính là thông điệp muốn gửi tới tất cả các bạn học sinh. Muốn ước mơ của mình trở thành hiện thực thì các bạn hãy kiên trì, chịu khó, không quản ngại vất vả, hăng say học tập, các bạn sẽ có được những kết quả xứng đáng. Bởi vì nơi nào có ý chí, có nghị lực, nơi đó sẽ có những con đường mở ra. Sau đây, tiết mục múa Nàng Tiên Hạc của các em học sinh trường Trung học cơ sở Vân Hồ xin phép được bắt đầu. Xin cảm ơn và chúc mừng phần dự thi của trường Trung học cơ sở Vân Hồ.